top 5 cảnh báo trúng số lớn nhất. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trúng lớn, tiên đề ngạt thở. Thưa quý anh chị thân mến, người ta nói, ở thời điểm chạm đáy của cuộc đời, ta mới nhìn nhận lại được đúng bản thân mình. Không còn bị hào quang hay hư vinh hay những gì phủ phiếm bùa vây. Khi đó ta mới nhận thức được ta là ai, ta muốn gì, ta cần gì, và ai là người thực sự là gia đình hay là anh chị của ta. Nên hãy trân trọng thời khắc anh chị đau tới tột cùng, mệt tới tột đỉnh, chán nản tới tuyệt vọng. Vì đấy cũng là thời điểm chân thật nhất, trần trụi nhất cho anh chị nhìn thấu bản tâm của chính mình. Mệnh phát tài biết, lắm lúc bản mệnh tuổi Mậu Thân muốn bỏ mặc buông xuôi. Lắm khi anh chị chán lắm, trầm cảm lắm, mệt mỏi lắm. Nhưng hãy nhớ, ông trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội. Thử thách đặt ra dù có khó, có dồn dập liên miên không ngừng thì cũng nằm trong tầm khả năng của chính anh chị. Không những thế, đây là thời kỳ Mậu Thân một bước lên tiên, trả sạch nợ nần, tiền bạc ào ào như thác lũ. Nhiều tuổi thì đã làm sao, tài lộc đến thì chắc chắn có né cũng chẳng được. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, dù anh chị chọn điều gì đi chăng nữa, là một người xa lạ, tôi cũng sẽ cảm thấy tự hào và ủng hộ anh chị. Tự hào vì anh chị chứ không ai cả đã vượt qua những thời khắc u tối của bản thân, và ủng hộ vì mọi thứ vốn không có đúng sai. Cũng không có chân lý tuyệt đối, chỉ có cái mà anh chị muốn làm và cái anh chị nên làm mà thôi. Là một Mậu Thân, tôi biết ắt anh chị sẽ cố vì một ai đó. Anh chị sẽ cố vì không muốn bản thân mình trở nên hèn mọn yếu ớt khi so sánh với chính mình. Còn bỏ cuộc buông xuôi, có lẽ dòng suy nghĩ đấy từng thoáng qua, nhưng vĩnh viễn sẽ khó có thể trở thành tư duy hoặc trở thành hành động. Mệt quá thì nhắm mắt lại tạm nghỉ ngơi. Chán quá thì uống một trận thật say rồi tỉnh táo lại. Đau quá thì học cách quên đi. Nuối tiếc nhiều quá thì học cách chữa lành, bỏ qua rồi ta làm lại. Cuộc đời vận mệnh có thể ghét ta, đánh đập ta, hành hạ ta, nhưng sẽ không bao giờ có thể vùi lấp đi ánh sáng nhân sinh rực rỡ mà ta tỏa ra. Từ sự cố gắng, nhiệt huyết, nỗ lực hết mình của ta mỗi ngày. Thời điểm anh chị đang cận kề rồi, cái thời điểm trăng lặn, mây tan, bình minh sáng rạng. Vậy nên mong anh chị hãy kiên cường. Mậu Thân đang nghe video này có biết không, một ngày nào đó anh chị sẽ lại được bình yên. Một ngày nào đó khi thức giấc, anh chị sẽ không còn quờ tay vơ lấy điện thoại, sẽ không còn hối hả ra bên ngoài để tìm kiếm sự yên bình, sẽ không còn thở dài chán nản cho những gì mình đã trải qua. Tâm can anh chị sẽ chỉ thấy sự tĩnh của tâm linh, sự lặng của tâm tình, sự đạm nhiên của tâm hồn đến từ trong chính con người anh chị, chứ chẳng phải từ thế giới bên ngoài hay những người xung quanh. Một ngày nào đó anh chị sẽ bình thản nhìn lại những gì mình đã trải qua. Dù đau, dù buồn, dù vui hay cười, dù khóc lóc hay hoan ca, cũng chỉ là muôn dạng nhiều màu của nhân sinh, là một thoáng vận hành của nhân quả. Cái anh chị mất chính là cái anh chị không nên được. Cái anh chị được, dù tiêu cực hay tích cực, cũng là điều anh chị xứng đáng được hưởng. Sống ở đời, nếu sai thì nên sửa, nếu ngã thì nên đứng dậy. Nếu bị người bạc thì cười mỉm vì đã giúp ta bớt đi một phần nợ. Nếu bị người hại thì cứ tâm niệm rằng biết đâu ta từng phụ họ ở kiếp nào đó vô minh. Tiền chưa có vậy thì đi làm, kiến tha lâu ngày cũng sẽ đầy tổ. Tình chưa có vậy thì thong thả, cứ đợi mọi sự sắp xếp thần kỳ của cái được gọi là nhân duyên. Thế giới này từng đen tối với anh chị, nhưng cái tăm tối đấy không phải là vĩnh hằng. Rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh. Rồi phía xa sẽ thấy cầu vòng chờ đón anh chị, cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của anh chị suốt những ngày dài. Rồi một ngày anh chị sẽ được yêu, rồi một ngày anh chị sẽ được thương, rồi một ngày anh chị sẽ được quan tâm, một ngày anh chị sẽ không còn cô độc nữa. Rồi một ngày anh chị sẽ hiểu cái gì xảy ra
là vì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến anh chị mệt mỏi đôi chút, khiến anh chị suy tư vài phần, nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh, là sự chuẩn bị cho những điều cát lành mà anh chị xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi. Nên hãy cứ khóc đi nếu anh chị đang chán nản, hãy cứ cười lên nếu anh chị thấy đắng cay, rồi cứ bình lặng đi khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí. Vì càng là lúc tăm tối tuyệt vọng, cũng tức càng là thời điểm ánh sáng đang cận kề gần ta. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng đi sự bình yên và kiên trì của anh chị ở thời điểm hiện tại. Hãy nhớ rằng không ai có thể truyền lửa hay động viên hay tiếp sức tiếp lời cho anh chị mỗi ngày. Kỷ luật là thứ mà anh chị bắt buộc phải duy trì để đợi lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh. Gửi đến anh chị một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Đúng 6 giờ 30 chiều mai chính là thời điểm tam hội ghé thăm trong tháng này, cho thấy các cơ hội gặp gỡ mọi người là điều kiện khá tốt mà tuổi thân nên tận dụng. Những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu anh chị, khiến anh chị có hứng thú theo đuổi các mục tiêu dài hạn thay vì ngồi ủ rũ sầu đời vì chẳng có gì để làm. Xích mã xuất hiện trong tháng cho thấy bản mệnh không thể nhàn thân, vì càng vất vả bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Vì vậy, hãy chăm chỉ kiếm tiền, đừng vì chút trở ngại mà bỏ cuộc. Trong một số tình huống công việc cần đi công tác xa để tìm kiếm cơ hội mới, thì tuổi thân đừng vội vàng từ chối, thay vào đó hãy chủ động xung phong. Đây là cơ hội rất tốt để anh chị phát triển kỹ năng cũng như tầm nhìn của mình. Nguyệt lệnh trường sinh cũng tạo điều kiện thuận lợi để con giáp tuổi thân có thể bộc lộ tài năng của mình. Mọi người dường như rất tin tưởng vào những gì anh chị tham gia thực hiện. Tuy nhiên, đừng vì thấy những điều kiện thuận lợi đang bày ra trước mắt mình như thế mà chủ quan. Thiên quan xuất hiện có thể gây ra một số thương tổn tinh thần và từ đó ngấm ngầm phá hoại sức khỏe của anh chị từng chút một. Con giáp tuổi thân sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 10 này khi anh chị chủ động, nhiệt tình. Bản mệnh là người thông minh, hóm hình, có tố chất lãnh đạo và có thể thu hút sự chú ý từ nhiều người. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ngũ hành xung khắc, nhắc nhở tuổi thân cần thận trọng hơn trong giao tiếp vì rất dễ gây hiểu nhầm, căng thẳng với đồng nghiệp. Trực giác của con giáp tuổi thân trong thời điểm này không thực sự nhạy bén và chính xác. Đến giữa tháng, nguồn năng lượng dồi dào sẽ trở lại, giúp anh chị đủ tự tin để nói lên những ý kiến cá nhân mà bấy lâu nay vẫn kìm nén. Thời gian này không phù hợp để thử làm điều gì đó thực sự bùng nổ và mới mẻ. Anh chị nên tập trung vào giai đoạn trau dồi kiến thức cho mình. Có những việc dù anh chị không thích, nhưng kiên nhẫn khám phá, anh chị cũng nhận ra những điều hay ho, thú vị mà nó mang tới cho anh chị. Trong tháng mới này, con giáp tuổi thân sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ quý nhân. Nhờ thế mà anh chị sẽ nhận được thật nhiều cơ hội và nguồn lực hơn nữa trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được thưởng, tăng lương trong thời điểm này. Do đó hãy tập trung khai thác các nguồn cơ hội đang có, đừng lãng phí nguồn lực của mình. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy nhiều cơ hội để tiền bạc nảy nở trong tháng, nếu con giáp tuổi thân chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt cơ hội tới với mình. Bằng sức lao động và sự chăm chỉ, nhiều người đã tạo ra một cơ ngơi đáng kể trong thời gian này. Đồng thời, có người tuổi thân đã thu hút tài lộc nhiều tới mức cũng có thể có được nhiều của cải và tiền bạc. Cảm thấy mình như cá gặp nước, thăng tiến và giàu có không còn là giấc mơ xa vời nữa. Tử vi tuổi thân âm lịch, xa mặt cách lòng đã gây ra sự lạnh nhạt trong mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi thân. Vậy nên, ngay khi có cơ hội gặp gỡ, anh chị nên dành hoàn toàn thời gian cho một nửa yêu thương để thể hiện sự quan tâm chân thành của mình. Nếu không, anh chị quá tập trung vào công việc sẽ có thể gây thêm căng thẳng, hiểu nhầm không đáng có. Từ khóa cho tuổi thân tháng này đó là giờ nào, việc nấy. Điều đó có nghĩa là khi làm việc hãy tập trung hoàn toàn và khi ở bên người thân thì hãy gác lại chuyện công việc sang một bên.
tuổi Thân nên dành thời gian cho chuyện tình cảm hoặc tụ tập với những người anh chị cũ. Hãy thực hiện một vài cuộc phiêu lưu nhỏ đầy thú vị vào thời điểm cuối tuần để gia tăng hương vị cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ với mọi người rất có ý nghĩa với con giáp tuổi Thân lúc này. Đừng ngần ngại chủ động lên lịch và rủ rê mọi người tham gia với mình. Anh chị sẽ có những khoảnh khắc thăng hoa và xóa hết mình. Xem tử vi của 12 con giáp âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Thân trong tháng mới có điều kiện thuận lợi. Nếu ai có bệnh, cũng may mắn gặp được bác sĩ giỏi chữa trị, nhờ đó mà nhanh chóng hồi phục. Nguyệt lệnh trường sinh thuận lợi cho việc sinh nở, vì thế đây là dấu hiệu tốt để con giáp tuổi Thân có thể thực hiện kế hoạch bầu bì, sinh con ngay từ bây giờ. Tuy nhiên với độ tuổi của Mậu Thân thì việc sinh con là việc không khả thi và cũng không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vào đó có thể là con cháu trong gia đình sẽ có tin vui hỷ tín trong năm nay về đường con cái. Tháng mới lục bạch nhập cung chính tây, điềm báo họa huyết quang cận kề. Mệnh chủ cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông hay trong quá trình lao động làm việc. Bản mệnh cũng nên quan tâm tới vấn đề ăn uống nghỉ ngơi khi đi xa. Thời gian xáo trộn khiến cơ thể khó chịu, anh chị cũng không cảm thấy thoải mái trong việc ăn những món ăn mới. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng ngàn video ngoài kia chúng ta có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức quá khuya. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận đón tài lộc được. Anh chị có biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé! Lén mua vé số, ai ngờ trúng độc đắc. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, bươn trải cả đời, về già hưởng phúc. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, cốt yếu của việc đi lễ vốn không phải để xin, vì xin mà bản thân không cố thì lễ cũng không thể ứng nghiệm được. Ví như người xin tài lộc mà không chịu làm ăn, chỉ loanh quanh chơi bời chém gió thì Phật Thánh cũng không có cơ sở mà ban tài lộc được. Người xin sức khỏe mà không chịu tập luyện, chỉ suốt ngày rượu bia, thuốc lá, sử dụng chất kích thích thì lấy gì làm nền tảng mà xin không bệnh tật. Người lười học ham chơi, không ôn luyện thì làm sao lễ để xin được điểm cao hay đỗ đạt. Người trăng hoa phạm giới thì sao lễ được cuộc sống gia đình hạnh phúc an nhiên. Người không từ thủ đoạn, hãm hại người khác để đạt được mục đích thì làm sao lễ để tránh việc bị kiện tục, tiểu nhân hãm hại lại đây. Cả cuộc đời này Mậu Thân đã vất vả đủ đường, tương lai Mậu Thân thế nào sẽ dần dần được tiết lộ ở video số này. Quá khứ của anh chị mệnh phát tài không thể can thiệp, tuy nhiên tương lai thì có thể. Giàu sang phú quý đều nằm trong lòng bàn tay của anh chị. Thưa Mậu Thân thân mến, nên lễ làm sao với cái tâm thành kính, sống làm sao với cái đức vẹn đầy. Khi đấy dù chỉ thắp một nén tâm hương, khấn một lời chân thật cũng đủ xung động cả thần linh, cũng đủ ứng linh quỷ thần. Làm người chỉ cần có tín ngưỡng, biết cách chắp tay, biết cách cúi đầu cẩn cáo thì mọi thứ sẽ sớm ổn cả thôi. Này anh chị Mậu Thân ơi, với Mậu Thân, thoát khỏi cái tháng 8 âm lịch, tức là thoát khỏi cái tháng xấu nhất, cái tháng phiền phức nhất, cái tháng cầu cán nhất, để bắt đầu quay lại quỹ đạo hân hoan cho cuộc đời mình. Những họa hại đâu đâu trên trời rơi xuống trong tháng vừa qua cũng sẽ tự nó giải quyết, tự nó ra đi, không khiến Mậu Thân phải phiền hà. Với bản mệnh, điểm chuyển vận hơi muộn một tí, hơi trễ một tẹo. Đầu năm 2024 đến giờ vẫn thấy đen như năm ngoái, hoặc còn mệt hơn so với năm ngoái. Thì nay, những tia sáng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi cho Mậu Thân trong tháng tới đây. Nên muộn còn hơn không, cuối cùng cũng có thuận lợi may mắn, còn hơn cứ mãi bươn trải tự thân. Không cần nói gì nhiều, vì đường bản mệnh đi, họ đã tự quyết xong xuôi cả. Vậy thì ta cứ đi thôi. Thời gian qua,
cuối cùng thì mệnh phát tài cũng đã luận xài ra tháng phát tài cho bản mệnh. Anh chị hãy tận dụng thời cơ này nhé. Thời gian tới là thời điểm công việc của người tuổi Thân có tiến triển tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới. Bản mệnh có tử vi cát tinh dẫn đường chỉ lối, thiên phù mang tới cơ hội thăng tiến. Vì thế mà tinh thần làm việc hăng say, nâng cao hiệu suất công việc cũng như củng cố tài năng, địa vị. Theo đó, con đường thăng tiến rộng mở, chào đón con giáp này. Được nhiều cát tinh soi chiếu, tháng này bản mệnh có xu hướng mạo hiểm, chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Anh chị đang đi đúng hướng. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được ủng hộ. Tuổi Thân có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Bản mệnh vốn khéo léo nên việc này không quá khó khăn. Nhìn chung, bản mệnh chỉ cần tập trung thực hiện mục tiêu đang dở dang là được, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tứ lục gặp ngũ hoàng có lợi cho những ai có tài văn chương, có thể kiếm tiền từ công việc này. Sự nghiệp của những người tuổi này khá thuận lợi, cuối cùng bản mệnh cũng hái được quả ngọt từ những nỗ lực trước đây. Ngoài ra lâm quan các thần hỗ trợ, công việc tiến triển khá thuận lợi, sẽ có những tác động xung quanh khiến con giáp này đôi lần sao nhãng, nhưng chỉ cần nhắc nhở bản thân một chút là sẽ lại đi đúng đường ngay. Để phát huy tối đa được năng lực của mình, anh chị đừng quên kết hợp với mọi người. Việc kết hợp sức mạnh của nhiều người sẽ mang tới cho anh chị kết quả rất đáng khen ngợi. Bên cạnh đấy, nếu ai đó muốn được giúp sức, con giáp này hãy vô tư trong việc hỗ trợ. Có đôi điều anh chị còn được học hỏi trong quá trình giúp đỡ người đó nữa. Mặc dù công việc bận rộn, nhiều khó khăn, nhưng bù lại, tài lộc có thu hoạch nhất định. Về chính tài, bản mệnh có khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với nỗ lực và phấn đấu miệt mài trong suốt một năm vừa qua. Nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Về thứ tài, tuổi Thân cũng có những khoản thu ngoài luồng khác như doanh thu cả năm, mức hoa hồng, hoa cáp tặng thưởng. Người kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật, đơn hàng tới tấp, nguồn doanh thu tăng hơn nhiều so với thời kỳ trước kia. Có điều, làm gì cũng nên thận trọng do kiếp tài ảnh hưởng, khó tránh khỏi tiền bạc tổn thất, tiêu pha tốn kém, tiền của vì người khác hoặc quyết định kinh doanh, đầu tư sai lầm nào đó. Nhân duyên phơi phới giúp người tuổi Thân có một cuộc sống tích cực, yêu đời. Trong thời gian tới, tuổi Thân có nguyệt lệnh nâng bước đào hoa, mang tới nhân duyên tốt lành, giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Có những cặp đôi mới gặp nhau lần đầu tiên mà ngỡ như đã quen từ lâu, tình cảm ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, tới mức có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự ngay từ trong tháng. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Sức khỏe của người tuổi Thân rất thịnh, nhưng phải chú ý những điều sau đây, kẻo chết lúc nào không hay. Theo các bậc thầy tử vi, giai đoạn này sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh nặng nhưng bệnh vặt thì khó tránh. Cần ăn uống nghỉ ngơi và tập thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng, chống lại các chứng bệnh như cảm cúm, ho hắng, dị ứng phấn hoa, v.v. Những thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc lá hay thậm chí là ăn quá nhiều đồ tầm bổ đều không tốt cho sức khỏe, nên ăn thay đổi hoặc hạn chế càng sớm càng tốt. Anh chị thân mến, anh chị có biết không, trong số 12 con giáp, tuổi Thân được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Thân còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Về tính cách của người tuổi Thân, những người này thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm công việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem tới sự thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Thân muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Thân tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem tới cho họ sự hứng thú.
chỉ cần là lĩnh vực tuổi thân yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tuổi thân giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong lúc nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Tuổi thân thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi thân khó có thể thay đổi được. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi thân có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người anh chị của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người ấy gặp khó khăn. Về tính cách của người tuổi thân, trên phương diện tình yêu, tuổi thân khá đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi thân có trí nhớ khá tốt. Điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi anh ta về bất cứ lĩnh vực nào, tuổi thân sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như anh chị đang lo lắng, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn anh chị nên lo cho bản thân mình. Bởi bản năng của những người này chính là chinh phục khó khăn, thử thách và hiểm nguy. Tuổi thân nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý thì mới thôi. Tuổi thân tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tương hợp và xung khắc giữa người tuổi thân và các tuổi khác như sau. Thứ nhất, tuổi thân và tuổi thân. Tuổi thân đại diện cho quyền lực và trí tuệ. Những người này có thói quen tích lũy tài sản, của cải cho bản thân. Những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Hai người tuổi thân nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành một cặp đôi lý tưởng, tuyệt vời. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày mà không rời. Gia đình của hai người tuổi thân sẽ ngập tràn tình yêu thương, tiếng cười hạnh phúc. Họ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức, quản lý công việc. Thứ hai là tuổi thân và tuổi mão. Nếu như tuổi thân và tuổi mão kết duyên với nhau, thì đây sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Tuổi mão sẽ chấp nhận và bù đắp những thiếu sót của người tuổi thân, khiến cho họ càng ngày càng cải thiện bản thân mình hơn. Nếu như có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này sẵn sàng lắng nghe và tha thứ cho nhau. Điều đó giúp cuộc sống hôn nhân của họ rất hòa thuận, hạnh phúc. Họ cũng có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời của nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng, tranh cãi lẫn nhau. Tuổi mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi thân. Bù lại tuổi thân luôn giúp đỡ, sẻ chia những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi mão. Tiếp đến là tuổi thân và tuổi thìn. Tuổi thân và tuổi thìn nếu trở thành một cặp đôi uyên ương sẽ khá lý tưởng. Họ thấu hiểu suy nghĩ của đối phương và luôn tìm cách hỗ trợ nhau trong những tình huống khó khăn nhất. Cặp đôi trời sinh này sẽ đem lại cho gia đình một bầu không khí vui tươi, hòa hợp và hạnh phúc. Dù có những mâu thuẫn nhỏ xảy ra, nhưng hai tuổi này sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau kể về những câu chuyện thú vị, đem tới niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi thìn gặp khó khăn, thì tuổi thân luôn là những người trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, tuổi thân cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của người tuổi thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn, sẽ đem tới hiệu quả cao trong công việc. Tiếp đến là tuổi thân và
và tuổi Tỵ. Thân khá thông minh, nhanh nhẹn tháo vát, ngược lại Tỵ có vẻ tỏ ra lề mề, chậm chạp, điều đó khiến cho Thân cảm thấy bức xúc, khó chịu. Bên cạnh đó, sự thúc giục của tuổi Thân cũng khiến Tỵ cảm thấy rối loạn. Hai tuổi này nếu như kết hợp thành một đôi uyên ương, sẽ khó tìm được tiếng nói chung, tuy nhiên họ vẫn có thể chung sống được với nhau. Bởi thực tế, Thân và Tỵ luôn cảm thấy có sức hút với nhau. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày mà không rời. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Kế đến là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Thân luôn muốn xây dựng một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên Ngọ lại yêu thích tự do và họ cảm thấy khó chịu với sự chật chội, ràng buộc của hôn nhân. Thân rất tiết kiệm, không hoang phí, còn Ngọ thì lại phóng khoáng. Rõ ràng hai tuổi này đã có sự bất đồng trong những quan điểm về hôn nhân cũng như cuộc sống gia đình. Họ khó có thể chung sống với nhau lâu dài. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Thân và người tuổi Ngọ đem tới hiệu quả cao. Tuổi Thân có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề, còn tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Thân. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững. Tiếp đến là tuổi Thân và tuổi Mùi. Những người tuổi Thân và người tuổi Mùi không có sự tương đồng với nhau trong sở thích, tính cách, nhưng nếu cố gắng, có thể họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Tuổi Thân luôn bận rộn với công việc, còn người tuổi Mùi là những người nội trợ, chăm sóc gia đình một cách chu đáo nhất. Và tuổi Mùi sẽ là một nền tảng vững chắc để tuổi Thân phát triển công việc của bản thân. Nếu hợp tác làm ăn, kinh doanh thì hai tuổi này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng, đạt được nhiều thành công vang dội. Thân và Mùi tuy không có cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trau dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Thân sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Và ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của người tuổi Thân. Tuổi Thân và tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Thân có những nét tính cách khác biệt nhau, song nếu kết duyên với nhau thì họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Người tuổi Thân và người tuổi Dậu có sự đồng cảm, thấu hiểu với nhau trong hôn nhân gia đình. Họ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được bên cạnh nhau mỗi ngày. Người tuổi Dậu sẽ thông cảm và luôn tìm cách giúp đỡ cho người tuổi Thân trong những lúc khó khăn. Họ đều có xu hướng xây dựng một tình yêu bền vững và dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem tới cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tiếp đến là tuổi Thân và tuổi Tuất. Trên phương diện tình anh chị, tuổi Thân và Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tuổi Thân tìm thấy ở tuổi Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tình anh chị khác giới giữa tuổi Thân và tuổi Tuất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực. Họ thấu hiểu nhau và cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Người tuổi Tuất sẽ luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của người tuổi Thân. Khi đã kết hôn, đôi lúc cuộc sống hôn nhân của họ gặp mâu thuẫn, nhưng tất cả sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, bởi tình yêu họ dành cho nhau sâu sắc, quan trọng hơn là cái tôi cá nhân. Cuối cùng là tuổi Thân và tuổi Hợi. Nếu như tuổi Thân là con vật giành vị trí thứ 9 trong 12 con giáp, thì tuổi Hợi lại là con giáp về đích cuối cùng. Người tuổi Thân nhanh nhẹn tháo vát bao nhiêu thì tuổi Hợi lại chậm chạp lề mề bấy nhiêu. Có thể nói rằng đây là hai con giáp đối ngược nhau nhất. Họ không có điểm chung trong sở thích, tính cách và quan điểm. Nếu xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình thì họ sẽ rất khó có thể tìm được tiếng nói chung. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều điều khó khăn và thường không được lâu dài. Tuổi Thân cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì cảm thấy tuổi Thân thật kiêu ngạo, khoa trương.
mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này sẽ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được nội dung. Lén mua vé số, ai ngờ trúng độc đắc. Tuổi Mậu Thân 1968, bươn trải cả đời, về già hưởng phúc. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm tới quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời Phật dạy về việc mua bảo hiểm nhân thọ. Tuổi già là lúc hưởng thụ cuộc sống sau những tháng ngày cống hiến cho xã hội, cật lực làm việc chăm lo cho gia đình. Tuổi già là thời gian cần được nghỉ ngơi. Sau khi về hưu, từ 60 tới 70 tuổi, phần lớn sức khỏe của chúng ta vẫn còn tốt, vì thế hãy tranh thủ thời điểm vàng này để tận hưởng tuổi già. Đây là lúc ta sống cho bản thân mình, sống với niềm tin lạc quan, dành thời gian làm những điều mà mình thích, vì những ngày giờ này sẽ không còn bao lâu nữa, phải nắm tới cơ hội sống trọn vẹn với quãng thời gian còn lại của mình. Sẽ không bao giờ là quá sớm để lên kế hoạch bảo vệ cho tương lai. Chuẩn bị tài chính ngay từ khi còn trẻ là điều nên làm. Nếu chỉ trông chờ vào đồng lương hưu trí thì có lẽ chúng ta vẫn chưa thể hưởng thụ tuổi già một cách sung sướng nhất. Nhưng thật may là bên cạnh đồng lương hưu trí, ta vẫn còn một số tiền tích lũy với bảo hiểm nhân thọ. Đó là số tiền tiết kiệm từng tháng một, bao năm nay đề phòng cho những rủi ro bất trắc có thể xảy ra với gia đình. Có nhiều thời gian chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai. Bảo hiểm nhân thọ chính là một phương pháp để chúng ta thực hiện được các mục tiêu dài hạn. Nếu chúng ta có dự định mua nhà, mua xe, thực hiện các dự án kinh doanh, thì tham gia bảo hiểm nhân thọ càng sớm thì càng giúp nhanh chóng có một khoản tích lũy. Để thực hiện các mục tiêu đó bằng cách đóng phí theo định kỳ sẽ giúp chúng ta giảm các chi tiêu lãng phí, tập trung duy nhất cho kế hoạch tiết kiệm của mình. Mua bảo hiểm nhân thọ cũng là một cách tốt để chúng ta có thêm khoản tiết kiệm khi về già hoặc gặp các rủi ro bất ngờ. Vì sức khỏe của chúng ta, có thể mua bảo hiểm ngay từ khi còn trẻ để tối ưu chi phí, và khi đáo hạn hợp đồng, chúng ta sẽ nhận về một khoản tiền tiết kiệm cùng với lợi nhuận và cam kết. Khi về già, bảo hiểm nhân thọ giúp chúng ta có thể sử dụng vào rất nhiều thứ. Dưới đây là một số cách có thể hưởng thụ tuổi già với bảo hiểm nhân thọ. Sau khi về hưu, đi du lịch. Ở độ tuổi nào, người ta cũng thích đi du lịch, và tuổi già cũng không phải ngoại lệ. Khi còn trẻ thì chưa có tiền, lúc có gia đình rồi lại bận bịu với công việc, chăm lo cho con cái. Những điều muốn làm, những nơi muốn đến thì hầu như không làm được và hay phải trì hoãn. Giờ đây khi đã nghỉ hưu rồi, con cái đã lớn khôn, công việc ổn định, là lúc chúng ta cùng người bạn đời hay những người anh chị già thân thiết của mình thực hiện những chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng, khám phá các cảnh đẹp của đất nước, sống trọn với những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Số tiền bảo hiểm nhân thọ thực sự là một món quà ngỡ như chỉ xảy ra trong mơ, giúp chúng ta có điều kiện hơn. Mọi điều mình thích, thực hiện nốt những kế hoạch dự định mà tuổi trẻ chưa làm được. Tham gia các câu lạc bộ, hàng nghìn người cao tuổi đang tham gia các câu lạc bộ dành riêng cho mình. Ở tuổi này, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng ta có thể đi tập dưỡng sinh cùng với bạn bè đồng tuổi, tham gia những môn thể thao mình yêu thích cho tinh thần sảng khoái như khiêu vũ, đánh golf hay chạy bộ. Chính việc tham gia vào những câu lạc bộ này, sức khỏe của chúng ta mới được cải thiện, khắc phục được một số căn bệnh như đau khớp, nhức xương, đau đầu, mất ngủ. Ngoài ra, việc duy trì gắn bó với tập thể còn giúp giảm bớt sự cô đơn của tuổi già. Ngẫm mới thấy, nếu như trước kia không tham gia bảo hiểm nhân thọ, thì có lẽ giờ đây anh chị vẫn đang tìm cách kiếm tiền, chứ đâu thể an tâm tận hưởng tuổi già hay dành nhiều thời gian cho chăm sóc thể chất và tinh thần của bản thân. Sẽ không thực hiện được ước mơ mà chúng ta có lẽ đã ấp ủ từ rất lâu mà chúng ta chưa thể thực hiện được. Vậy thì với số tiền bảo hiểm nhân thọ, bây giờ vẫn chưa phải là muộn để anh chị thực hiện ước mơ. Quý anh chị có biết câu chuyện của David Sander khởi nghiệp ở tuổi 65, trải qua đến 109 lần thất bại, và bây giờ ông chính là ông chủ của thương hiệu gà rán KFC nổi tiếng.
Biết đâu số tiền bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp quý anh chị hiện thực hóa ước mơ của mình, hay thậm chí là mở ra một trang mới trong cuộc sống của quý vị thì sao? Làm từ thiện, tuổi đã cao, sức đã không còn nhiều, nhưng nếu vẫn còn khao khát cống hiến, giúp đỡ mọi người, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi làm từ thiện. Từ thiện không có nghĩa là phải quyên góp một số tiền thật lớn. Nó có thể đơn giản là việc trao học bổng cho nhóm học sinh vượt khó, miễn phí mua bánh kẹo, phát quà cho các em bé mồ côi, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn hoặc bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Thử tưởng tượng mà xem, với số tiền bảo hiểm nhận được, chúng ta thậm chí có thể dựng nên một quỹ học bổng của riêng mình. Đó thực sự là một điều có ý nghĩa đúng không nào? Và cho dù một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên con cháu nữa, thì tình yêu của chúng ta vẫn còn sống mãi với hợp đồng bảo hiểm dành riêng cho cháu của mình. Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi về già bởi chưa có tài sản tích lũy. Không ít người già trực tiếp làm việc dù đã về hưu, đó thực sự là một điều đáng buồn. Nếu việc tiếp tục làm việc đó không phải do đam mê mà là để mưu sinh hay đáp ứng cho những nhu cầu cuộc sống tuổi già, đây là thời gian cần phải hưởng thụ chứ không phải là để làm việc, nên sống thảnh thơi, an nhàn. Và điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta có một tài sản tích lũy khi về già. Thực tế, sự cho đi của anh chị chưa chắc cuối cùng đã nhận về tình yêu mà chúng ta xứng đáng nhận được. Vì vậy, dù mối quan hệ giữa anh chị và con cái có tốt đẹp tới đâu, hãy nhớ giữ cho mình một số bí mật nho nhỏ, đặc biệt là tiền tiết kiệm, để chúng biết điều một chút, vì lòng người thường không chịu được thử thách của đồng tiền. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng ngàn video ngoài kia, chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức quá khuya. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật bình tĩnh mới hiểu và nhận được tài lộc. Anh chị có biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé!